trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, buôn bán tại một số tuyến đường trung tâm thành phố Bảo Lộc đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại mà cơ quan chức năng vẫn chưa có cách tháo gỡ. Thực tế cho thấy, cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, nhưng dẹp trước thì chợ vỉa hè lại mọc lên sau, và kéo theo đó là tình trạng mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Tôi đang có mặt tại khu vực ngã ba phường Lộc Sơn. Đây là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, mua bán. Mặc dù ngành chức năng của thành phố Bảo Lộc và các đơn vị cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong cái việc giải tỏa những khu vực này, tuy nhiên tình trạng lấn chiếm vẫn thường xuyên khi không có lực lượng chức năng tuần tra và kiểm soát. Như thường lệ, vào khoảng 3 giờ chiều đến 6 giờ tối hàng ngày, tại khu vực ngã ba đường Hà Giang, Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc lại tấp nập người bán kẻ mua. Người ta buôn bán ngay trên vỉa hè và thậm chí ở cả giữa lòng đường. Người mua không cần xuống xe mà chỉ cần tấp xe vào lề đường là cuộc mua bán cứ thế diễn ra. Bán buôn ở đây nó rất là lộn xộn, nó ảnh hưởng tới giao thông trật tự. Nói chung dành một phần vỉa hè cho bà con đi thì cũng có chỗ cũng không đi được. Chẳng hạn như khúc dưới ngã ba kia hoặc là bên lề đường, bên công viên kia thì lúc nào cũng xe cộ đậu ngoài đường, rồi rau rác người ta đưa ra tới lề đường người ta bán. Mình nép vô một chút xíu, thí dụ như có hàng quán thì ở bên cơ quan chức năng yêu cầu thuế má thì bà con chấp nhận, chấp hành, nhưng phải làm, đừng có để cái tình trạng mà đánh trống bỏ dùi. Tương tự, tại nhiều khu vực khác ở Bảo Lộc như khu chợ cũ, phường 1, ngã tư khu 6 đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, phường 2, ngã ba Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, Phan Đình Phùng, phường 2, khu vực chợ Đại Lào, xã Đại Lào, chợ Tân Bùi, xã Lộc Châu, hay trước cổng trường Cao đẳng Kinh tế Bảo Lộc, v.v. Nhiều hộ dân cũng tự ý sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Theo thống kê, các cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc, hiện nay trên địa bàn thành phố đang tồn tại ít nhất 8 địa điểm nổi cộm về tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh buôn bán, tạo thành những chợ trái phép, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Tại các khu vực này, ngày nào cũng có lực lượng chức năng vào cuộc tuần tra xử lý, nhưng ngay sau đó, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Người đang thì buộc người ta cái không biết là người ta cái lan tràn, đầu kia nó lan tràn thì đầu nọ nó bắt chước nó lan tràn. Vì lý do đó, rồi anh cứ nín thì anh chạy tới anh thốt, rồi cũng không có một cái lý giải gì hết, cũng không có cho dân biết là cái điều đó là như thế nào, sai trái như thế nào, hay là cái mức mua bán nó nằm ở đâu, để cho người dân người ta biết cái này cũng không có. Với quyết tâm dọn dẹp chợ vỉa hè trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp kiểm tra chấn chỉnh đô thị, trong đó có nội dung tổ chức cho thành viên thuộc các cơ quan hành chính, doanh nghiệp và người dân ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị. Trên cơ sở đó, đội thanh tra xây dựng trật tự đô thị thành phố Bảo Lộc đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng như công an thành phố, đội trật tự các phường trung tâm thường xuyên xử lý các điểm tập trung lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, buôn bán. Qua quá trình lập lại trật tự đô thị thì kết quả cũng đạt nhiều cái khả quan, nhưng mà đối với cái tình hình thực tế hiện nay thì cái việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè, hành lang đường thì diễn ra rất phổ biến, không chỉ riêng ở địa bàn của phường Lộc Sơn chúng tôi. Qua đó thì chúng tôi cũng cố gắng trong thời gian tới sẽ tiếp tục phân công lực lượng để duy trì cho cái hè phố cũng như lòng lề đường nó được sạch sẽ hơn, bảo đảm cái vệ sinh môi trường ở trên tuyến đường của phường Lộc Sơn chúng tôi. Thứ nhất là ý thức người dân là chưa chấp hành. Thứ hai đó là sự phối hợp và đồng bộ của các cơ quan chính quyền địa phương, lực lượng chức năng là chưa ra quân đồng bộ triệt để để xử lý vấn đề này. Thì bằng thứ ba thì nói chung là rằng cái lực lượng mà tham gia đi xử lý, nói chung con người ở phường xã thì nó cũng hạn hẹp, về phương tiện ô tô thì nói chung cũng không có đầy đủ để mà phục vụ công tác quản trị để xử lý. Thì nói chung tới đây ủy ban thành phố cũng như là đội thanh tra dựng của lực lượng chức năng cũng sẽ phối hợp ra quân đồng bộ đồng loạt để giải phóng triệt để cái khu vực buôn bán lấn chiếm lề đường khu vực Hà Giang, phường Lộc Sơn. Thực tế cho thấy việc lấn chiếm hành lang vỉa hè để kinh doanh buôn bán không phải là vấn đề mới nảy sinh. Cùng với đó, việc xử lý vi phạm từ trước đến nay vẫn được cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc thực hiện đều đặn và quyết liệt. Song tình trạng này vẫn không được cải thiện. Điều này cho thấy, có xử lý kiên quyết đến đâu thì việc lấn chiếm hành lang vỉa hè cũng sẽ không được xóa bỏ dứt điểm nếu người dân chưa ý thức về hành vi vi phạm của mình. Do vậy, cần có cơ chế bổ sung những chợ dân sinh phù hợp
đáp ứng nhu cầu mua bán sinh hoạt của người dân, đảm bảo đúng công năng, yêu cầu và cả điều kiện hạ tầng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành tốt các quy định của nhà nước. Có như thế, hành lang, hè phố sẽ thông thoáng văn minh, đảm bảo tiêu chí xanh sạch đẹp hơn và sẽ không có điệp khúc dẹp bỏ chợ cóc chợ tạm ngày hôm trước thì xuất hiện ngày hôm sau. Cấm hoạt động ở khu vực này lại phát sinh ở khu vực khác như trong thời gian qua. Nước có mùi hôi, nhiễm phèn, nhiễm dioxin là thực tế trong sinh hoạt của người dân tại xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên. Các nhiều hộ dân ở đây cho biết vì là địa bàn vùng sâu vùng xa, điều kiện khó khăn nên phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh như vậy.